vui khi được đồng hành cùng quý vị trong chương trình Đẹp để tự tin được phát sóng vào lúc 21:50 thứ năm hàng tuần trên kênh HTV9. Kính thưa quý vị, để nói về làn da của phụ nữ thì có thể nói là chị em nào cũng khao khát, mong muốn và có thể nói là bằng mọi giá cố gắng hết sức để có được cái làn da trắng, khỏe, mịn màng. Mà ngộ lắm nha, có nhiều chị em là để nước tới chân mới nhảy à, là đợi lão hóa da rồi thì bắt đầu mới tìm cách phòng ngừa, mới tìm cách chăm sóc. Không biết là như vậy nó có bị muộn quá hay không? Và việc chăm sóc da lúc mà chúng ta đã bị lão hóa da thì phải như thế nào mới đúng? Tường Vi đã mời đến chương trình một vị bác sĩ có thể giúp chúng ta giải quyết những vấn đề này. Nhưng mà trước tiên thì chúng ta hãy cùng đến với tiểu phẩm để xem nhân vật của chúng ta đang gặp những rắc rối về da như thế nào nhé. Trời ơi trời, chắc cho tôi uống hết cái bình nước này luôn quá. Thủy ơi, ra liền. Rồi thì cái kia kia nồi vậy đó. Em mà bước chân ra đường thì em cũng phải đẹp chứ. Đánh cái mặt gì mà trắng nhắt gầy cộm vậy? Biết sao, mặt bây giờ lớn tuổi rồi, da nó đỡ đẹp đi rồi thì phải đánh nó hơi gọi là bực tông chút xíu. Miễn sao là em đẹp để cho người ta coi mắt em thì cho dù hơi trễ chút xíu người ta cũng không có trách móc gì đâu. Thôi, em nói cái gì? Em nói cái gì? Ai coi mắt em? Chị nói rồi đó, bữa nay chị hẹn ai đó đi coi mắt em đó, cho nên em mới phải tốn công trang điểm gì nè. Bà nghĩ bà nhiêu tuổi mà giờ này có người coi mắt bà nữa hả? Tình yêu đâu có giới hạn tuổi tác đâu chị, người ta muốn coi mắt con ngân. Ủa vậy hả? Vậy sao chị không nói sớm? Làm tốn bao nhiêu là công sức, cái đó em phải tự biết chứ, lần nào cũng vậy vậy. Khoan, nhưng mà chị nhắc nhỏ ngon em mới nhớ nghe. Tuyệt nhiên em thấy từ hồi nhận cái thông tin đi coi mắt tới giờ nó không có động tĩnh gì hết, cho nên em mới tưởng là đi coi mắt em. Thôi bây giờ biểu nó ra đây đi, nói chuyện với nó rồi trấn an nó đi. Con em út mình nó phải là người phá cái thế ế bền vững trong gia đình mình mới được. Chính xác. À, bệnh hả? Hả? Trời ơi, cái gì vậy? Bộ em tính đóng phim ma sao em nhát chịu vậy hả? Nếu mà quá trang ma mà quá trang như vậy là hợp lý đó. Da thiệt của em đó. Trời ơi. Thì không Thúy. Thì không. Trời sao mà cái da em bữa giờ không để ý nha. Nó thâm đen mà nó tàn nhang. Lỗ chân lông tao nó bự đó. Thở mà thả cần câu giờ đó câu ra một con cá luôn. Chị nè, em 30 tuổi rồi, cũng phải trẻ trung như đâu mà hả, cũng được làn da mơn mởn như gái 18. Không, em phải coi là nhan sắc đi chứ. Đúng chứ rồi. Chị với chị Thúy lớn tuổi hơn em rõ ràng. Đó. Mà da mặt vẫn còn tươi xanh nè. Đây nè, da mặt trắng tươi luôn nè, thấy không? Đó, trắng tươi nhờ phấn đó, thấy không? Riêng chị là thật nè, em nhìn đi. Là vì em phải bỏ cả tuổi thanh xuân, em kiếm tiền, em lo cho cái gia đình này. Em có thời gian đâu mà chăm sóc bản thân, thời gian đâu mà chăm sóc da thì em mới bị như vậy. Thôi đi, đừng có đổ lỗi. Em làm cái gì mà da em bị như vậy, trả lời coi. Thì em không chăm sóc nó bị vậy. À, thôi được rồi, cái vấn đề là da thôi mà, có gì đâu. Có rất là nhiều cách để khắc phục da. Cái việc đầu tiên và rất hiệu quả, xài phấn như chị. Còn nếu mà em không thích cái cách gọi là nhân tạo đó thì trời ơi, nè, chị nghe mấy bà ngoài chợ, bạn chị nói á, bữa giờ có một cái loại thuốc tẩy trắng da cấp tốc gì đó nghe. Bà nói ha, trét lên, để gì, chừng 15-20 phút thôi, bà bật tông ngay tức khắc. Bây giờ á, em mua cái thuốc đó liền. Dạ. Em về cho con Ngân nó bôi từ đầu đến chân. Đó, xong rồi em đem nó vô viện bảo tàng nằm trong tủ kính luôn. Sao, tự nhiên em viện bảo tàng? Chị, đẹp phải gả đi chứ. Hay ghê vậy đó. Lớn tuổi rồi, không có hiểu biết gì hết trơn á. Cứu em đi chị Hai. Chị ba là coi như là bỏ xó rồi, cứu em đi. Chị Hai có phải thần tiên đâu mà thế này cứu em được. Em chết cho mấy chị vô lòng nè. Chỉ còn một cách duy nhất đi nè. Cách gì? Đi hỏi bác sĩ. Kính thưa quý vị, vậy là lão hóa da thực ra nó đã xuất hiện từ khoảng năm mà 20 tuổi rồi. Nhưng mà đến 30 tuổi thì bắt đầu mới bộc phát. Như vậy thì bây giờ phải phòng ngừa lão hóa da như thế nào? Cho nên Tường Vi đã mời đến chương trình bác sĩ chuyên khoa da liễu Võ Thị Bạch Sương đến từ Bệnh viện Đại học Y Dược để giúp cho quý vị có thể giải đáp những thắc mắc này. Xin chào bác sĩ. Chào Tường Vi, chào quý khán giả đang xem chương trình. Bác sĩ ơi, chị em phụ nữ chúng ta thì quan tâm tới cái vấn đề là tuổi thanh xuân lắm. Dạ. Đúng không? Cái chị trong tiểu phẩm của chúng ta
Nhưng bây giờ bắt đầu xuất hiện lão hóa rồi này kia. Lúc này gọi là nước tới chân mới nhảy, tìm mọi cách che khuyết điểm. Như vậy thì cái việc mà mình phòng ngừa lão hóa khoảng cái độ tuổi nào là được thưa bác sĩ? Cái việc chăm sóc và phòng ngừa lão hóa da nên càng sớm càng tốt. Càng sớm ở đây có khi chúng ta chỉ là một cái bé gái ở tuổi nhi đồng. Là bà mẹ sẽ cẩn thận đội cho con cái mũ rộng vành khi ra nắng để làm giảm đi cái tác hại của cái lão hóa da do quang học. Là tuổi càng trẻ, càng chăm sóc tốt thì càng tốt. Và cái thứ hai nữa là bổ sung từ ở trong cái chế độ ăn hàng ngày những cái chất mà giúp loại bỏ đi những cái gốc tự do gây hại. Và chúng ta càng làm càng sớm thì cái sự già của chúng ta nó đến chậm hơn. Đó là vấn đề của cô chị trong tiểu phẩm. Còn cô em á, thì lại gặp cái vấn đề là đến 30 tuổi nè, nám nè, sạm nè, rồi lỗ chân lông to nè. Nếu như vậy á, thì cái việc điều trị nó có khó không ạ? Lúc đó mình có thể làm cách nào để có tái tạo lại được cái làn da không bác sĩ? Tường Vi cũng biết là bây giờ cái y học ngày càng phát triển. Có rất là nhiều những cái biện pháp có thể cải thiện, sửa chữa những cái dấu hiệu lão hóa. Ví dụ như là trong trường hợp mà lỗ chân lông to, người ta peel nè, người ta sử dụng laser, có thể sử dụng lăng kim nữa. Rồi đối với là những cái đốm nâu, những cái đốm đồi mồi thì người ta có thể sử dụng cái máy laser. Đối với tình trạng da mà kém săn chắc thì người ta sẽ dùng những cái công nghệ mà về ánh sáng, ví dụ như là IPL, ví dụ như là laser, hoặc là ví dụ như là những cái công nghệ sóng tần số vô tuyến để làm săn chắc. Rồi trong trường hợp mà nó tệ quá là tệ nữa đi thì người ta cũng có thể dùng những cái phẫu thuật, ví dụ như là căng da mặt. Tuy nhiên đi cùng với những cái đó nó sẽ có những cái điều mà cần phải lưu ý, những cái tác dụng không mong muốn. Tốt nhất là mình nên ngăn ngừa để cho chúng ta chậm già. Em thấy bây giờ trong cái việc chống lão hóa thì đơn giản nhất đó là sử dụng những cái sản phẩm, nào là kem dưỡng ẩm, nào là serum chống lão hóa. Ôi, rất là nhiều bước với một người có cuộc sống quá bận bịu và đôi khi cũng không có nhiều kiến thức về chăm sóc da. Thì theo bác sĩ là cái bước chăm sóc nào là cần thiết nhất ạ? Có 3 cái nguyên tắc sau đây để cho da của mình luôn khỏe, trẻ và đẹp. Đầu tiên đó là chúng ta thực hiện là làm sạch đúng cách nè, dưỡng ẩm và chống nắng. Tóm tắt lại chỉ là ba cái đó thôi. Ví dụ như là làm sạch, nếu mà da mình là da nhờn có mụn thì mình sẽ dùng những cái sản phẩm làm sạch cho cái nhóm da đó. Da mình là da nhạy cảm thì nó riêng. Da mình là da lão hóa hay là da sạm nám sẽ có những cái sản phẩm làm sạch giúp cho mình nhẹ nhàng cải thiện cái đó. Sau khi mà mình làm sạch rồi thì mình dưỡng ẩm. Và cái dưỡng ẩm rất là quan trọng. Và đối với lại cái da của người lão hóa, cái việc dưỡng ẩm này nó làm cho cái da mình nó mềm, nó bớt đi những cái nếp nhăn đang có. Cái thứ ba nữa là chống nắng, là vì chúng ta biết rằng nếu mà mình càng ra nắng, da mình càng đen, đốm nâu nó nổi càng nhiều, tàn nhang, vết nám càng sậm màu. Và một điều rất quan trọng nữa là ánh nắng nó là thủ phạm làm cho lão hóa da. Và nếu mà mình tránh nắng được tốt là mình đã giới hạn đi cái sự xuất hiện của những cái nếp nhăn trong tương lai. Những lưu ý khi chăm sóc da: điều chỉnh chế độ dinh dưỡng, bổ sung vitamin E, C, beta carotene cần thiết cho làn da, giúp da tăng tính đàn hồi, thêm săn chắc. Tập luyện thể dục thể thao thường xuyên từ 30 đến 60 phút mỗi ngày sẽ giúp cơ thể săn chắc, thúc đẩy lưu thông máu, làn da cũng hồng hào khỏe mạnh. Ngủ đủ và đúng giấc giúp tái tạo da, nên cân bằng cuộc sống, giữ tinh thần lạc quan, thoải mái. Cần thường xuyên dưỡng ẩm, bổ sung dưỡng chất cho da bằng các loại kem đặc trị, công nghệ làm đẹp hiện đại, giúp hóa giải tác động tiêu cực của lão hóa. Đây được xem là phương pháp hiệu quả, làm thay đổi quan niệm không thể xóa mờ dấu vết thời gian trên da của phụ nữ trên 30. Và qua chương trình Đẹp để Tự Tin đã giúp cho quý vị có thêm phần nào kiến thức cũng như là cách giúp cho làn da của chúng ta giữ được những cái nét thanh xuân tươi trẻ. Và xin được cảm ơn bác sĩ Võ Thị Bạch Sương đến từ Bệnh viện Đại học Y Dược đã giúp cho quý vị khán giả của chương trình có thêm nhiều kiến thức về vấn đề lão hóa da. Và bây giờ thì xin hẹn gặp lại quý vị vào lúc 21:50 thứ năm hàng tuần trên kênh HTV9. Xin chào và hẹn gặp lại!